bà từ bà ơi đến cuối ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào, chúng tôi là Hạnh Phúc Rose. Chà, xin chào mọi người, hôm nay chúng mình ở Đà Lạt đúng không? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 5:30. 5:30. 5:32. Đúng rồi. Vẫn chứng là bây giờ đang ngủ. Tất nhiên. Nhưng mà ngủ ở xe buýt rồi. Đúng rồi. Và bây giờ đang chúng mình đang chờ những bạn đi du lịch cùng nhau. Dạ đúng rồi. Và trước khi gặp nhau, chúng mình sẽ đi một quán cà phê rất là nổi tiếng. Tôi nghe nói là 60 năm. 62 62 năm. Ờ, mở cửa rồi. Ờ, giống như wow, mấy quả chúng mình. Ồ, chúng mình. À, 아니지, 아니지. 60 năm이면은 lâu hơn. Ờ, 우리 엄마, 아, 우리 아빠보다 더네. Và bên kia là chắc là chỗ xe đi xuống. Ờ. Mà tất cả là cặp tôi. À, 근데 thành phố Hàn Quốc nha. Dạ, đây là quán cà phê. Tên là quán cà phê Bà Nam. Ừ, 되게 밝아졌다. 어. 남자들 thôi mà rất sáng. Sáng. Dạ, ok. Các đi vào nha. Đi vào và uống thử và review thử quán cà phê hơn 60 năm. Let's get it. Con hỏi 70 năm. Ôi, con đây mở cửa bao nhiêu năm rồi ạ? 62 năm. Wow. À, từ bà ơi đến tôi. À, thì mẹ của bố à? Mẹ. Wow. Cái này là cái gì? Chân muối. Chân muối. Okay, okay. 자, 그럼 뭐 커피 마실까요? 뭐 있어? 꿈까지? 오 뭐야 이거? 젠무이야? 젠무이 농? 이 자딱 같은 건가? 이런 일 나. 자딱? 자딱 아, 자딱 같아? 나도 그거 하나 더. 야, 저 아, 이거 형 그럼 형이 마셔. 아, 오케이 오케이. 형한테 세운 카페 있어. 오케이 오케이. 오, 이만호. 약간 쭈아웅어. 뭐야? 엄청 그런 거 아니고, 엄청 그런 것은 아니고. 오. 딱 좋은 거. 자, 정말 새 응어해. 네, 응어. 어디요? 할라 어디? 자, 이거 약간 보드카 같다. 겐로이. 그 뭐야? 카페 소다야? 카페 소다. 아, 근데 진짜 오랜만에 이렇게 좀. 이런 옷 입고 하니까 뭔가 좋다. 맨날 덥다가 룬 룬 놈? 어 당구 오줌마. 어 놈. 으악. 핫 씹었어. 나도 좀 마셔보자. 오, 나빠는 더 쓸라 부아 것 부아 주어. 일단 런나이지. 세웅 카페스 안 넘냐? 그리고 제일 나빠는 티 나빠는 와 못디유 카닥비엣라. 나빠는 카페 근처라. Mình luôn luôn gọi là cà phê sữa đá. Bởi vì mình sống ở Hồ Chí Minh. Mà ở đây thì phải suy nghĩ nóng hay là đá. À.
캐넬라 자놈? 아니야. 자 아니야. 이거 완전 그냥 백수야. 물이야? 어 완전 물이야. 아니야 이거 자야. 아이 물이야. 따라봐. 자일 텐데. 따라봐. 자잖아 그래. 아 근데 따를 때는 그거였는데. 아니 흰색이었는데. 저거는 그냥 물만 따른 거. 깔끼알라 넬람 꾸요 카페. 벤튼 어환 카페 꺼까이나이. 와 느낌 있다. 보짬 번짬 라짜. 와 진짜 그래. 느낌 있다. 완전 옛날 감성. 그대로. 짜산. 너 쎄 헐라. 감사 빠우뉴. 그러네. 어. 뭐 카페 빠우뉴. 여기 카페 스요. 물랑. 아이쪽 이거 너 이거 먹어 뭐 어 쎄 쎄 딴딴 딴 roy 중문 ở Đà Lạt và rất lâu và rất là có nhiều thu hút mà thu hút đúng rồi không khí ngày xưa dạ hơn bố mẹ của chúng mình đúng rồi vì năm nay bố của chúng mình là 60 tuổi đúng rồi không có biết gì và mình thấy cái này là ý kiến của cá nhân nhỉ người đã là hút thuốc nhiều hơn đấy đấy cái gì cái này kìa Christmas. Nếu mà không phải như vậy thì hãy viết comment nha. Và các bạn ơi, cái này là chỉ là bắt đầu thôi. Đúng rồi. Các bạn ơi, bây giờ là chỉ là trước 6 giờ sáng thôi. Mà nhưng mà chúng mình thấy quán cà phê này rất là đặc biệt thì chúng mình cuối video rất đơn giản thôi. À đúng rồi. Tiếp tục chúng mình sẽ upload video về Đà Lạt thì hãy các bạn hãy xem nếu nha. Thế thì video của hôm nay là tên đời để không các bạn trung tuổi lắm những chàng trai Hàn Quốc tạm biệt.